Trên động có 5 chữ ghi rằng là Nam Thiên Đệ Nhất Động. Có nghĩa là ở cái trời Nam này thì động Hương Tích là động đẹp nhất các bạn ạ. Bạn Bông đã mệt rồi. Bông mệt đấy rồi. Gốc rồi. Cảnh các anh các chị trèo đò này. Thì đường vào chùa Hương thì không được chạy tàu điện hay là cano các bạn nhé. Bởi vì nó sẽ tạo những cái sóng rất là lớn lên những chiếc thuyền khác. Hiện tại sau khi mà hành hương lễ Phật xong thì mình đang dừng một cái quán ven ở gần chùa. Đây là các đồ ăn bọn mình đang ăn. Bát chè củ mài 10.000. Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh của Bông Bách Travel. Hiện tại thì mình đang có mặt ở bến xe của chùa Hương. Hôm nay thì chúng mình đi lễ vào cái thời gian khá là đặc biệt. Chắc các bạn chưa từng thấy kênh Bông Bách Travel đi vào cái thời gian sớm như này đúng không ạ? Thì bây giờ đang là 4 giờ sáng, một ngày đầu xuân Giáp Thìn năm 2024. Thì chúng mình đặt chân tại bến xe của chùa Hương và từ đây đi vào trong bến đục để đi đò vào trong chân của chùa Hương là đâu đó khoảng 300m. Thì năm nay giá vé đã có sự thay đổi các bạn nhé. Vé thắng cảnh đã đắt hơn rồi, đã lên khoảng 120.000 để vé thắng cảnh chùa Hương. Còn vé đò thì vẫn là 85.000 thôi. Còn vé cáp treo thì khi vào đến chân cáp treo thì chúng mình sẽ mua vé cáp treo các bạn nhé. Bây giờ các bạn hãy cùng vào trong với mình nào. Xin mời. Đi xe điện các bạn này. Bây giờ tôi đi xe điện vào chùa Hương. Các bạn có thể nhìn thấy đây, mới khoảng 4 giờ sáng thôi nhưng mà ở đây đã rất là đông du khách xếp hàng mua vé lên đò. Đây, đây là cái trạm phía trước mặt các bạn nhé, chính là cái trạm kiểm soát vé đò, có nghĩa là mọi người sẽ xếp hàng để lên đò ở cái điểm này, rất là đông du khách. Dọc cái dòng suối này thì có rất nhiều điểm xếp hàng để lên đò các bạn ạ. Như ở phía dưới kia cũng có mấy điểm xếp hàng nữa kìa. Thì mọi người có thể chọn cho mình cái điểm nào mà nó đỡ đông người nhất để lên nhé các bạn nhé. Đây là dịch vụ xe điện này, chạy từ rất nhiều các bến xe ở xung quanh khu vực chùa Hương đến với bến đò các bạn ạ. Vì chùa Hương đây chính là những tháng lễ hội của chùa Hương từ tháng Giêng đến hết tháng 3 cơ các bạn ạ. Đây này, đây là trạm kiểm soát vé đò, các bạn thấy đông người không? Rất là đông người đang xếp hàng đây chuẩn bị xuống đò. Các bạn nhìn ở phía bên kia chính là cái dòng suối Yến đây này. Đây mình sẽ cho các bạn xem cái dòng suối Yến và cảnh những nhiều đò như thế nào để phục vụ vụ khách du lịch các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây. Rất là nhiều đò. Bây giờ đang là 4 giờ sáng các bạn nhé. Còn đây chính là cái khách sạn mà theo mình nghĩ là lớn nhất ở khu vực chùa Hương này các bạn ạ. Thì mọi người phải xếp hàng lên đò thực sự là cực khổ, lại còn phải theo đoàn. Nhiều khi mình xếp trước chưa chắc đã được xuống trước đâu các bạn ạ. Năm nay mình cảm thấy cách quản lý và cách làm việc nó hơi gây phức tạp. Bây giờ mới chỉ có mấy giờ sáng thôi chứ chưa phải là đến những cái giờ cao điểm khoảng 9-10 giờ đâu, nhưng mà cái cảnh xếp hàng chen chúc chật chội thực sự phức tạp. Các bạn nhìn đây, các bạn ơi, tàu của mình còn đi sang bên cái tàu khác kia kìa, thực sự là hơi bị khó khăn gian khổ, quá gian nan các bạn ạ. Năm nay đúng là ban quản lý khu di tích chùa Hương thực hiện nó hơi bị phức tạp. Thực sự nguy hiểm cho khách du lịch khi mà đi từ thuyền này sang thuyền khác. Đây này. Quá nguy hiểm so với những năm mình đi. Những năm mình đi thì
nó đơn giản hơn rất nhiều. Bạn không phải vất vả như thế này để đi đâu các bạn ạ. Đây, các bạn để nhìn thấy này, đây toàn bộ cái khung cảnh ở đây. Đây, cuối cùng thì chúng mình cũng rời được cái bến đò số 8 để ra suối Yến rồi các bạn ạ. Đây, bây giờ thì sẽ đi sang phía đền Trình trước khi lên chùa Hương các bạn nhé. Cảnh chùa Hương trên dòng suối Yến và vào cái thời điểm này cũng khá là đẹp các bạn ạ. Đây, anh lái đò này. Phía trước đây chính là đường từ bến Đục vào trong bến trong. Và chúng ta sẽ lên đền Trình trước nhé các bạn nhé. Đền Trình thì ở bên tay phải các bạn đây. Đây, chắc chỉ đi qua cái dòng suối Yến này thôi là sẽ vào đền Trình các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn thấy này. Cảnh các anh, các chị trèo đò này. Thì đường vào chùa Hương thì không được chạy tàu điện hay là cano các bạn nhé. Bởi vì nó sẽ tạo những cái sóng rất là lớn lên những chiếc thuyền khác. Vì vậy sẽ chỉ được trèo bằng tay thôi. Quãng đường đi vào đâu đó khoảng hơn 3 km đến 4 km từ đền Trình vào đến trong bến trong các bạn ạ. Đây này, vẫn có những một hai những cái tàu điện đang chạy đây này bạn này, dùng động cơ điện, dùng ắc quy các bạn ạ. Nó sẽ tạo những cái sóng nước rất là lớn. Đây chính là đền Trình các bạn này. Các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều các hàng quán bày bán những cái đồ lễ, hàng mã để cho các bạn, hay là viết sớ nữa để cho các bạn để mang vào đền Trình các bạn nhé. Thì trước khi đăng sơn thì đa số ở các ngôi chùa lớn thì luôn có đền Trình ở dưới chân núi trước khi lên phía bên trên ngôi chùa chính ở trên đỉnh núi các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn cùng lên trên bến để vào đền Trình với mình. Cũng rất là nhiều những cái đồ để thả phóng sinh các bạn đây này. Chim, ốc, cá. Đoàn mình thì đang ở ngay phía trước kia. Mọi người sẽ mang dâng lễ lên phía đền Trình, trình báo trước khi là đăng sơn lên động hương tích các bạn ạ. Các bạn thể nhìn thấy ở đây rất nhiều những hàng quán để cho mọi người có thể dừng chân nghỉ ngơi, ăn một chút gì đó cho ấm bụng trước khi lênh đênh trên dòng suối Yến đi vào bên trong động hương tích chùa Hương các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, bây giờ hơn 4 giờ thôi nhưng mà khu vực đền Trình đã thực sự rất là đông người luôn. Mọi người xếp hàng ở ngoài trình báo trước khi lên núi. Thì mình đã có hai clip trước đây, mỗi một năm mình làm một clip về chùa Hương. Thì năm nay là một cái khung cảnh hoàn toàn mới, mình đưa các bạn đi vào cái thời điểm mà trời vẫn còn nhá nhem tối khi mới tờ mờ sáng thôi. Thì để biết rõ hơn về đền Trình thì các bạn có thể xem lại những cái clip trước đây của mình làm về đền Trình kiến trúc như thế nào, thờ ai các bạn nhé. Còn bây giờ các bạn hãy cùng xem và theo dõi cái cuộc hành trình của chúng mình ở cái khoảng thời gian vô cùng đặc biệt này. Chắc là các bạn cũng chưa từng nhìn thấy chúng mình đi chùa, đi lễ vào cái khoảng thời gian trời tờ mờ sáng như này các bạn nhé. Các bạn này, mình vừa từ trong đền Trình ra nhưng mà chỉ có độ khoảng 15 phút thôi mà trời đã sáng luôn rồi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cảnh bà con nô nức đi lễ chùa. Đây, chúng mình sẽ đi ở phía bên trong kia nhé. Các bạn có thể nhìn thấy là làn hơi sương đang mờ mịt này. Ngay cả dưới mặt nước thôi các bạn có thể nhìn thấy là những cái làn sương sớm lạnh vẫn còn đang bay dập dờn ngay phía mặt hồ nước.
anh mình đánh rõ. Cuối cùng cũng đã đến bến rồi các bạn ạ. Sau một tiếng ngồi đò, cuối cùng cũng đã tới nơi. Đây, các bạn nhìn thấy này, mọi người sẽ phải dừng ở đây và đi bộ thêm một đoạn nữa trước khi vào cái cửa soát vé để lên tham quan thắng cảnh chùa Hương các bạn nhé. Bây giờ là phải đi qua cái đoạn này đã. Khá là nguy hiểm đấy, nhất là với các bạn nữ đi lại phải lưu ý nhé. Chắc là cũng sợ nhất là cái lúc mà đi đò. Những lúc này chắc là những cái lúc mà cũng là sợ nhất đây các bạn ạ. Nhất là với các chị, các bà, các cô đi như thế này thì thực sự là hơi sợ. Rồi, vào tới nơi rồi. Ôi, có cả ô tô đi ở đây này. Xe vệ sinh môi trường. Đây, toàn cảnh, đây gọi là bến trong các bạn ạ. Toàn cảnh mọi người đã đến bến trong rồi. Bây giờ chuẩn bị là cái hành trình đi lên trên phía động Hương Tích các bạn nhé. Thời tiết hôm nay khá là lạnh, kèm theo với mưa. Cái thời tiết của miền Bắc những cái ngày ra xuân như này, thời tiết cứ ẩm ướt, nồm, gọi là nồm đấy. Ẩm ướt, mưa phùn. Các bạn có thể nhìn thấy trên đường vào với động Hương Tích thì ngay ở trên bến thuyền thôi, các bạn có thể nhìn thấy là rất nhiều các hàng quán bán đồ ăn. Từ những đồ ăn vặt, đồ nướng, bánh mì, kẹo, thịt. Rất là nhiều ở đây. Ê, phía trước mặt các bạn đây chính là cái nơi soát vé trước khi mình đi lên phía hành trình leo núi nhá. Có hai phương án để cho các bạn đi. Một là các bạn tự leo núi thì miễn phí, nhưng mà hơi tốn sức một chút. Còn nếu mà các bạn cảm thấy sức khỏe mà không đủ thì các bạn hoàn toàn có thể là mua vé cáp treo các bạn nhé. Thì lát nữa mình sẽ đi lên đến chùa Thiên Trù thì sẽ là cái địa điểm mà bán vé cáp treo các bạn ạ. Hàng năm thì mình đi thường là mình mua vé cáp treo đi lên, còn cái chiều đi xuống thì mình sẽ tự đi bộ xuống, bởi vì cái hành trình đi xuống sẽ có thể qua được chùa Giải Oan nữa, nên là các bạn cố gắng đi cáp treo một chiều thôi các bạn nhé. Bây giờ đang là 7 rưỡi sáng các bạn ạ. Sau hành trình khoảng 1 tiếng đi đò trên suối Yến thì cuối cùng cũng đã vào đến bên trong này rồi. Bây giờ là vào cửa soát vé các bạn nhé. Rất là đông người. Đây là hành trình leo bộ khoảng vài trăm mét tới với cả chùa Thiên Trù các bạn nhé. Mình sẽ phải leo vài trăm bậc thang, cũng không dốc quá đâu. Các bạn có thể nhìn thấy này, vẫn là rất nhiều những hàng quán bán đồ lưu niệm, đồ ăn, đồ uống cho khách hành hương. Mới 7 rưỡi sáng thôi nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là cảnh náo nhiệt tấp nập của du khách khi mà đến với chùa Hương các bạn nhé. Đây cũng chính là những cái tháng lễ hội chùa Hương. Chùa Hương sẽ lễ hội vào 3 tháng, tháng Giêng, tháng 2 và tháng 3. Hết tháng 3 là hết lễ hội chùa Hương các bạn nhé. Các bạn lưu ý nhé, khi đi đến với lễ hội chùa Hương thì mọi người để ý là không chen lấn xô đẩy, sẽ tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện những hành vi không hay như là trộm cắp, cướp giật, móc túi các bạn nhé. Trước mặt các bạn đây chính là lối lên của chùa Thiên Trù các bạn nhé. Cổng chùa Thiên Trù.
Còn phía bên phải này, các bạn có thể nhìn thấy xa xa kia chính là động Đại Binh, cách khoảng 300 mét. Xin chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại chùa Thiên Trù. Đây là điểm đến đầu tiên sau khi các bạn xuống thuyền. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình vào trong chùa Thiên Trù xem không khí lễ hội năm nay như thế nào nhé. Mọi người cùng theo chân mình. Chùa Thiên Trù ngày hôm nay rất là đông. Thật ra những ngày đầu xuân năm mới tại Chùa Hương là một trong những điểm đến tâm linh đầu tiên của hành trình lễ Phật đầu năm của hầu như tất cả mọi người. Thì lúc nào cũng đông và rất là nhộn nhịp. Đây mọi người nhìn này, hôm nay thời tiết khá là xấu, trời mưa giả rích và rất là lạnh. Nhưng mà mọi người vẫn rất là cất công để đi lễ du xuân hành hương đầu năm. Đầu năm thì thường là ở ngoài Bắc Bộ sẽ có những địa điểm như là Chùa Hương hay là Yên Tử là những điểm đến lý tưởng nhất. Và mình sẽ cùng đồng hành với các bạn trong tất cả những hành trình đấy nhé. Năm nay Chùa Hương nói chung và Chùa Thiên Trù nói riêng thực sự đông khách các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy du khách hành hương từ mọi miền Tổ quốc đến với Chùa Hương, Chùa Thiên Trù đông như thế nào. Đây chính là nhà Tam Bảo của Chùa Thiên Trù các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy khoảng sân này, nếu các bạn xem cái clip năm ngoái và năm kia của mình thì Chùa Thiên Trù những cái thời gian như thế này cũng không thực sự quá đông khách. Có thể là do là mình đi vào những cái ngày trong tuần, nhưng hôm nay là cuối tuần, thực sự đông khách. Các bạn có thể nhìn thấy này, hầu như không có chỗ trống. Mọi người đi lên hay là đi xuống cũng rất là khó khăn để đến được sân chùa. Đây các bạn có thể nhìn thấy bên trái kia chính là nhà bia này. Phía trước là Tam Bảo, nhưng có lẽ rất là nhiều người nên là nếu các bạn muốn xem cụ thể hơn về nhà Tam Bảo cũng như kiến trúc lịch sử của ngôi chùa Thiên Trù thì các bạn có thể tìm thêm ở những cái video trước kia của kênh Bông Bách Cover các bạn nhé. Theo mình biết cái tên chùa Thiên Trù có nghĩa là bếp trời. Đấy, thì đấy là cái tên nôm na mình hiểu như vậy. Còn cụ thể hơn thì các bạn lại tìm kiếm trên kênh YouTube của Bông Bách Travel các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy là du khách đến với chùa thực sự rất rất đông. Hầu như không có một chỗ trống nào để cho các bạn có thể đứng. Có lẽ chen chân vào trong Tam Bảo thực sự sẽ là rất là khó khăn đấy các bạn ạ. Thế các bạn có thể nhìn thấy cái không khí lễ hội Chùa Hương năm 2024 nó đông vui, nhộn nhịp, náo nhiệt đến mức như thế nào. Thực sự đông. Phía màn hình các bạn đang xem đây chính là khu tháp mộ các bạn. Phía này là có một khu tháp mộ mới hơn được xây dựng ở phía bên này. Thực sự là chùa Thiên Trù là một trong những khu vực thắng cảnh tâm linh đẹp nhất ở chùa Hương. Còn linh thiêng nhất thì vẫn là động Hương Tích các bạn ạ. Mình đã có những cái clip flycam về ngôi chùa Thiên Trù này, thực sự rất rất đẹp. Nhất là cái con đường dẫn vào phía mặt trước này của chùa Thiên Trù các bạn ạ. Các bạn đến đây nhớ lưu giữ lại cho mình những bức hình đẹp kỷ niệm về đầu du xuân đầu năm các bạn nhé. Ở dưới này là có một ngôi tháp 3 tầng. Ở chính giữa là một cái trụ luân hồi. Thì các bạn hãy đứng quay mặt ra phía
cổng của tam quan của chùa, sau đó lễ ba lễ và đặt bàn tay của mình lên, bàn tay phải của mình lên trên trụ luân hồi, sau đó đi một vòng theo chiều kim đồng hồ các bạn nhé. Đây là lối đi lên phía nhà ga cáp treo các bạn nhé. Chùa Hương là một trong những cái lễ hội mà lớn nhất ở miền Bắc, diễn ra vào khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch hàng năm. Kết thúc sẽ là vào cuối tháng 3 âm lịch các bạn ạ. Thực ra là lễ hội thì kết thúc nhưng mà chùa Hương vẫn luôn đón khách quanh năm. Có thể là hàng quán sẽ ít hơn nhưng mà vẫn cứ mở cửa đón khách những cái ngày thường các bạn ạ, không phải là ngày lễ hội. Đoạn này thì dốc hơi cao một chút thôi, nhưng mình nghĩ là cũng không khó khăn lắm với các bạn khi mà đến với thắng cảnh chùa Hương đâu. Bên trái này chính là cái đường leo bộ lên các bạn này. Còn bên phải này là chính là lên nhà ga cáp treo các bạn nhé. Khuyên các bạn là nếu không có sức khỏe thì lượt mà mình đi á thì mình nên là đi cáp treo. Còn lượt xuống thì các bạn có thể là đi thong thả thì mình đi bộ cũng được. Đây, bên này chính là cái quầy bán vé cáp treo các bạn nhé. Làm một ly cà phê sữa đá ngay chân cáp treo các bạn nhé. Bao tiền một ly em? 40.000 một ly à? 40.000 một ly là cà phê VIP rồi đấy. Vé cáp treo cũng tăng giá rồi các bạn ạ. Năm nay là 150.000 một người. Ôi giời. Một lượt thôi. Không phải khứ hồi đâu nhá. Khứ hồi là 220 các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy này. Cáp treo ngày hôm nay thì không nhìn thấy cảnh vật bên dưới luôn. Đấy. Sương mù, gọi là gì nhỉ, ở đây sương khói mờ nhân ảnh các bạn ạ. Đấy. Góc này thực sự rất là đẹp luôn. Mình đã có một hai cái clip khác làm về chùa Hương, đi vào những ngày nắng, thời tiết cũng rất là đẹp thì cảnh vật cũng rất là đẹp, thì hôm nay lại có một cái góc nhìn hoàn toàn khác về chùa Hương. Khi mà càng lên trên cao thì cái sương mù càng dày đặc, tầm nhìn càng hạn chế, khung cảnh trở nên mờ ảo. Rời nhà ga cáp treo các bạn ạ. Giờ đây chính là lối xuống động Hương Tích. Bây giờ là mình sẽ rời nhà ga cáp treo để tiếp tục cái hành trình lên động Hương Tích các bạn nhé. Từ đây lên động Hương Tích còn độ khoảng, mình nhớ không nhầm là khoảng 200m là cùng thôi. Bạn Bông thấy sao khi mà mình đi vào những cái ngày nó thời tiết như này và những lúc cái sáng sớm như này? Nó sẽ đặc biệt hơn và cái cuộc hành trình hành hương của mình nó cũng sẽ ý nghĩa hơn. Đây cũng là một trong những trải nghiệm rất là tuyệt vời, mọi người lên thử những dịp đầu xuân năm mới nhé. Đây này, bạn Bông, bạn đấy dậy sớm quá nên đâm ra là bạn phải mua cà phê để bạn uống để cho tỉnh táo hơn. Đấy. Bây giờ chúng mình hãy tiếp tục đi lên phía động Hương Tích các bạn nhé. Hôm nay cũng là chủ nhật, cũng là ngày lễ hội, đâm ra là ở chùa Hương thực sự đông khách các bạn ạ. Đây các bạn có thể nhìn thấy du khách tầng tầng lớp lớp nối đuôi nhau đi vào phía bên trong động Hương Tích. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây này, bán rất nhiều các loại thuốc đông y, bệnh xoang, bệnh dạ dày, đau đầu, xương khớp,
rất nhiều các vị thuốc đông y được bán ở đây các bạn nhé. Đây này, lối lên động Hương Tích thì các bạn lưu ý rằng là mình rẽ phải ở đây nhé. Còn cái đường dưới này là đường xuống đấy các bạn ạ, khi các bạn đi bộ. Đấy, đây là lối lên động Hương Tích, chỉ còn độ khoảng 100m nữa thôi là các bạn sẽ đến cửa động Hương Tích. Chùa Hương thì có động Hương Tích là rất linh thiêng các bạn ạ. Các bạn đến đây nhớ thành tâm lễ Phật cũng như là vãn cảnh các bạn nhé. Tránh ồn ào chen lấn xô đẩy. Đây, các bạn nếu mà ngại mang đồ lễ từ dưới chân núi lên đó, thì các bạn có thể lên đây để mua đồ lễ nhé. Các cô, các bà, các chị ở đây cũng bày lễ rất là đẹp. Tất nhiên là chi phí cũng sẽ đắt hơn rất nhiều là các bạn tự mang đi. Nhưng nếu các bạn không bận tâm về việc mà chi phí á, muốn nhẹ nhàng khi mình đi du xuân leo núi, thì các bạn có thể lên đây mua nhé. Đây là một cái lầu dừng chân này. Đây các bạn có thể hình ảnh các bạn đang thấy trước mắt nhé. Các bạn thấy một cụ bà lưng đã rất là còng chống gậy rồi, cụ vẫn đi lên chùa Hương. Bởi vì ở miền Bắc này, chùa Hương cũng là một trong những ngôi chùa linh thiêng bậc nhất của Việt Nam mình các bạn ạ. Người ta bảo rằng là khi mà đi chùa Hương á, thì các bạn nhớ là tối thiểu các bạn đi 3 năm liên tiếp nhá. Đây rồi, các bạn có thể nhìn thấy đây là cái khung cảnh khi mà đi vào động Hương Tích các bạn nhé. Thực sự là leo một đoạn thôi mình cũng đã thấy thấm mệt rồi. Đây các bạn nhìn thấy này, cổng động Hương Tích. Cái cổng khá là cổ kính đúng không? Trên có 4 chữ Hán, hai bên là hai hàng câu đối cũng bằng chữ Hán. Đây, mọi người đang xếp hàng đi vào phía bên trong này này. Thực sự đông các bạn ạ. Nhưng mà mình cũng không nên chen lấn xô đẩy nhé. Lần lượt từng người vào thôi. Dốc ở từ trên cổng này xuống phía động Hương Tích là dốc khá là cao, nên là mọi người lưu ý. Những lúc đông như này thì mình càng không nên chen lấn xô đẩy, để giữ an toàn cho bản thân cũng như là những người xung quanh các bạn ạ. Ở đây thì ban tổ chức lễ hội cũng đã làm một cái sợi dây để ngăn cách giữa cái chiều đi xuống và chiều đi lên các bạn nhé. Các bạn để ý này, mọi người leo từ dưới động Hương Tích lên trên cổng này cũng phải dừng chân nghỉ rất là nhiều, bởi vì là các bạn có thể nhìn thấy là dốc khá là cao. Nhất là những ngày trời mưa này thì ngoài cao ra còn trơn nữa, bởi vì là bậc đá thì bằng bậc đá xanh các bạn ạ, nên là khá là trơn. Đây, các bạn có thể đứng đây và nhìn thấy này, phía bên dưới kia thì đã rất nhiều các du khách rồi. Bây giờ mới khoảng độ 8 giờ thôi nhưng mà rất nhiều các du khách đã lễ Phật vãn cảnh xong và bây giờ đang trên đường đi ra bên ngoài các bạn nhé. Đoàn người hành hương rất là đông đến với động Hương Tích các bạn ạ. Bên trong này là một động với vòm đá gồm rất nhiều các ban thờ, như một ngôi chùa gồm có ban Tam Bảo, ban thờ các vị thánh. Đặt chân bước càng gần đến động Hương Tích thì mình càng cảm thấy sự linh thiêng ở đây. Không khí tuy đoàn người có gây những tiếng xì xào nhưng mà bản chất khi mình vào đây cũng cảm thấy sự thành kính hơn, sự linh thiêng hơn. Các bạn thì bây giờ cùng vào bên trong với mình để xem rằng là bên trong động có gì các bạn nhé, mà nó lại linh thiêng và thành kính đến như vậy.
toàn người hơi dài. Trước mắt các bạn đây chính là cửa động Hương Tích kìa. Trên động có 5 chữ ghi rằng là Nam Thiên Đệ Nhất Động. Có nghĩa là ở cái trời Nam này thì động Hương Tích là động đẹp nhất các bạn ạ. Đứng ở đây các bạn không nhìn thấy được 5 chữ Hán khắc ở trên kia đâu, nhưng mà mình có thể nhìn thấy và chia sẻ cho các bạn hiểu rõ hơn các bạn nhé. Bên dưới thì các bạn có thể nhìn thấy là du khách đến với động Hương Tích vào năm 2024 này thực sự rất là đông. Cái dịp đầu xuân năm mới này mọi người thì đi du xuân, lễ chùa, ngắm cảnh rất là nhiều. Đặc biệt là đến với chùa Hương. Đứng bên trong động Hương Tích các bạn có thể nhìn thấy này, vòm mái này. Còn trước mặt các bạn đây chính là đụn gạo đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy giống một cái đụn gạo không? Mọi người ngồi hết ở dưới sàn của trước cửa động á. Không khí ở trong này thật sự là thích các bạn ạ. Nhưng mà có những anh hút thuốc ở trong này thực sự là không nên. Động Hương Tích như một cái hàm rồng rộng lớn, thênh thang và hun hút. Bên dưới, bên trên, bên phải, bên trái, cân đối nhau chằn chặn. Hòn thạch nhũ có tên là đụn gạo, nằm ở chính giữa gần lối vào cửa, giống như lưỡi trong miệng rồng. Sâu vào trong cổ họng rồng, trong lòng động, nhũ đá trên trần và cả nhũ đá mọc lên từ sàn động đều rất giống với sự vật hiện thực. Tưởng như người xưa đã đem những thứ ấy lên đây để thưởng ngoạn và cất giữ cho muôn đời con cháu. Đó là lợn mẹ, lợn con, đụn rơm, đụn gạo, quả bồng, trái bưởi, cây bạc, cây vàng, khánh đá, cả sa nhũ Phật. Lại còn có cả dòng sữa mẹ ngày đêm tí tách rơi nhỏ giọt, tặng người vãn cảnh, làm cho lòng hang ẩm mát như được mưa ngoài trời. Cửa chùa cách một bước chân, trong mưa ngoài tạnh như ngăn nửa trời. Động Hương Tích là đích đến cuối cùng, sau thời gian khá dài leo núi, người hành hương đặt chân vào động như lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh. Động gắn liền với rất nhiều bài thơ nổi tiếng. Đường vào Hương Tích lượn quanh, nước non gấm dệt màu xanh phủ màn, người niệm Phật khách tham quan, suối thanh tịnh rửa nhẹ nhàng trần duyên. Động Hương Tích đã trở thành nơi thờ Phật lớn nhất của di tích chùa Hương. Nói đến chảy hội chùa Hương, tức là nói đến chùa trong động này. Chùa có nhiều tượng quý, đặc biệt là tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá xanh, tạc vào thời Tây Sơn Cảnh Thịnh năm thứ hai, năm 1793. Tượng do viên quan võ tên là Nguyễn Huy Nhật tiến cúng. Vào mùa hội tháng riêng tháng 2 hàng năm, động Hương Tích xanh màn khói hương tỏa ra và rì rào những âm thanh hỗn hợp trầm trầm của khách hành hương. Các bạn có thể nhìn thấy mọi người đang hứng những giọt nước từ phía trên mái của động xuống. Mọi người thường bảo rằng đây là bầu sữa mẹ gì đấy. Phía sau lưng chúng mình chính là động Hương Tích. Chúng mình vừa vào bên trong chiêm lễ bái xong và bây giờ chúng mình bắt đầu đi ra. Uầy, lúc leo lên thì thực sự là mỏi các bạn ạ. Đi xuống thì chưa có gì đâu nhá, mà leo lên thì đúng là thở không ra hơi luôn rồi. Động Hương Tích ở phía sau các bạn này. Bạn Bông đã mệt rồi. Bông mệt đấy rồi. Gốc rồi. Đây, đoàn người phía trên đây. Đoàn người đi vào bây giờ mới đông. Đây này, đoàn người bây giờ càng ngày càng đông ở phía. Các bạn có thể nhìn thấy này, từng đoàn người vẫn tiếp tục đi vào phía bên trong động Hương Tích. Thực sự là đông người đúng không các bạn? Mình là còn đi sớm đấy. Nếu đi muộn thì chắc cũng xếp hàng như này thôi. Bây giờ là giờ mình đi ra nhưng mà cũng là lúc mà mọi người bắt đầu đi vào nhiều.
Đây, nhà chùa làm lối vào và lối ra riêng biệt các bạn nhé. Đây, leo núi mà có khát nước mỏi mệt thì các bạn ra đây mua nước uống nhé. Rất nhiều và sẵn. Hoặc đói thì có thể ăn đồ ăn ở ngoài này. Đặc sản của chùa Hương là chè sắn. Đây này các bạn này. Các bạn có thể bắt đầu nhìn thấy đây. Những bát chè, chè trôi, chè sắn đây, đặc sản của khu vực đặc sản của chùa Hương. Bạn nhìn thấy. Đây là lối ra các bạn nhé, sau khi mà rời động Hương Tích ấy. Phía bên dưới này nữa cũng rất nhiều đồ ăn và đồ uống cho các bạn dừng chân nghỉ ngơi và thưởng thức một số các đặc sản của chùa Hương các bạn. Đây này các bạn có thể nhìn thấy đây, thịt xiên nướng này, xúc xích, bánh tráng rất nhiều. Các bạn có thể dừng chân nghỉ ngơi ăn uống ở những quán dọc theo cái đường lối xuống của tự động Hương Tích các bạn nhé. Đây, phía bên này là trời cũng đã tan bớt sương rồi, bởi vì là cũng gần đi đến những thời điểm buổi trưa. Như lúc sáng mình quay cho các bạn đi cáp treo, thực sự là trời mù mịt luôn. Hiện tại sau khi mà hành hương lễ Phật xong thì mình đang dừng một cái quán ven ở gần chùa. Đây là các đồ ăn bọn mình đang ăn. Bát chè của mài 10.000, đĩa bánh trôi, nhà mình ăn chục đĩa rồi, 20.000. Xôi của gia đình, trứng 10.000 một quả. Có rất nhiều thứ để ăn. Đây, trứng 10.000 một quả, trứng rất ngon. Trứng này tưởng 8.000 một quả chứ. Alo, 8.000, xin lỗi là nhầm. Quả trứng. Nói thế là khách tưởng đắt không ăn. Rất nhiều đồ xiên. Các loại xiên này. Các loại xiên giống thịt như ở cổng trường. Bánh xúc tráng, xúc xích đầy đủ. Bánh tráng, bột sắn dây. Bánh tráng. Rất nhiều đồ ăn ở đây các bạn nhé. Giá cả rất là rẻ, hợp lý. Đồ ăn cũng sạch sẽ. Đây, quán này thì ở ngay phía nhà ga cáp treo rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, hiện tại mình đang đứng ở lối lên chùa Giải Oan các bạn nhé. Chùa Giải Oan thì nằm khoảng lưng chừng quãng đường từ dưới nhà ga cáp treo hoặc là từ chùa Thiên Trù lên đến động Hương Tích các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy là khung cảnh thực sự là nguyên sinh, đẹp, trong lành. Thế nên là đây cũng chính là lý do vì sao mà mình không mua cáp treo đi xuống mà quyết định là đi bộ để có thể trải nghiệm được hết những cái thắng cảnh cũng như những ngôi đền, những ngôi chùa ở trên dọc đường đi các bạn ạ. Đây, mình đã tới cổng chùa Giải Oan rồi các bạn ạ. Để hiểu rõ hơn lý do vì sao mà lấy tên là chùa Giải Oan thì các bạn tìm lại những cái clip của mình làm về chùa Hương những năm về trước các bạn nhé. Hầu như năm nào mình cũng có một clip về chùa Hương. Các bạn nhớ tìm lại để hiểu rõ hơn ở câu chuyện sự tích về Phật Bà tới chùa và vì sao gọi là chùa Giải Oan các bạn nhé. Phía bên phải đây chính là lối vào điện thờ mẫu các bạn ạ. Còn phía bên trên kia chính là động Tuyết Quỳnh và Am Từ Vân. Đấy là mình đi lên cái bậc thang kia các bạn nhé. Và lên trên đỉnh kia. Các bạn có thể nhìn thấy là lên trên cái đỉnh núi kia. Các bạn có thể nhìn thấy mấy cái lá cờ màu xanh đỏ đấy. Thì đấy chính là phía nơi cao nhất ở khu vực chùa Giải Oan. Trên đó là đường lên động Tuyết Quỳnh và Am Từ Vân. Đây các bạn này, chính là cái bậc thang này nhé. Để hiểu rõ hơn những cái câu chuyện liên quan đến những địa danh ở chùa Hương thì các bạn lại tiếp tục tìm trên những video clip của kênh Bông Bách Travel về chùa Hương các bạn nhé. Mình có hai clip qua 2 năm là 2022 và 2023.
có làm về chùa Hương để các bạn hiểu rõ hơn từng địa danh. Còn năm nay thì mình sẽ đi quay cho các bạn những cái không khí lễ hội cũng như cảnh đẹp, rồi là những cái sự thay đổi ở chùa Hương năm 2024. Thì mình thấy mọi thứ vẫn như xưa. Năm nay chỉ có sự khác biệt đó là cái việc mà giá vé tăng cũng làm cho khách du khách thập phương đến cũng không khỏi bất ngờ và giật mình bởi vì giá vé tăng khá là nhiều các bạn ạ. Còn lại mọi thứ khung cảnh thì vẫn như xưa thôi, không có gì thay đổi cả.